Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kelly Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Kelly Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Kelly Sài Gòn từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà tất cả khán giả trong nước cũng như ở hải ngoại khi biết được cháu Hồ Văn Cường đã trở lại sân khấu và gần đây nhất thì được mời ra Ninh Bình hay những cái show nhỏ nhỏ ở trong trường đại học thì ai nấy cũng đều phấn khởi vì thấy nhìn được một đứa cháu ngoan hiền, có lòng hiếu thảo đã trở lại sân khấu sau bao nhiêu tháng ngày bị dồn nén. Có thể nếu mà hơi lâu chút xíu nữa không chừng cháu cũng có thể bị trầm cảm vì những lời nhục mạ phỉ báng từ cái phía bên FC mà thương mến cố ca sĩ Phi Nhung. Ở nơi đây thì chúng ta không muốn nói đến những người mà lúc nào cũng lên đả phá cháu Hồ Văn Cường nhưng mà không nói lại không được các bạn. Họ làm như là có thù oán với lại cháu Hồ Văn Cường hay gia đình cháu như thế này. Bằng mọi cách họ tìm đủ những câu chuyện bịa đặt, đơm đặt lên rồi để gán ghép cho cháu Hồ Văn Cường. Mặc dù biết cháu trở lại sân khấu làm cho họ uất ức thêm, giống như là họ ai đã đập đổ chén cơm của họ vậy. Họ sân si với một đứa bé chỉ mới hơn 18 tuổi mới bước chân vào đời. Cái sân si này mà giống như người ta nói rằng giống như gái lấy chung chồng vậy, hay là có kiếp trước đã có ân oán tình thù với nhau hay sao, họ cứ đi theo. Mặc dù họ đã lớn tuổi rồi, không biết chính những người này có công ăn việc làm gì hay không, hay là họ cứ ngồi đó ban đêm gác tay lên trán để suy nghĩ những câu chuyện để kiếm tiền bằng YouTube, bằng dĩ nhiên là câu like và câu view. Như là câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường khi mà đi ra tới Ninh Bình được bầu thủy. Nó mới dùng tiếng mời thì nó có vẻ hơi hơi trịnh trọng quá, và chúng ta có thể hiểu rằng Bầu Thị là một người doanh nhân, ông ta có rất là nhiều tiền thì dĩ nhiên ai cũng biết điều đó. Ông ta giàu có thì ông ta mở rộng vòng tay để ủng hộ và hỗ trợ cho Hồ Văn Cường là cái chuyện rất là bình thường. Thay vì Bầu Thị cũng nói rằng để xây nhà lại cho cháu Hồ Văn Cường, nhưng với tấm lòng tự trọng, cháu đã không nhờ giả Bầu Thủy làm chuyện đó và cũng khéo léo từ chối để muốn xây nhà cho cha mẹ bằng đôi tay của mình và bằng tiếng hát của mình. Vì thế, Bầu Thủy đã hỗ trợ cho cháu hiện trong thời gian này nè, là bằng cách đi ra ngoài Ninh Bình để hát một cái show trong một cái công ty của Bầu Thủy. Và chúng ta cũng đã nghe được là Ngọc Sơn đã lên tiếng là Bầu Thị đã trả cho Hồ Văn Cường 200 triệu. Một con số không hề nhỏ với các bạn ham. Khi nhận được và nghe được cái tin Bầu Thị trả cho Hồ Văn Cường 200 triệu thì những người đã không có thiện chí, không có thiện cảm với Hồ Văn Cường, họ lại lồng lộng lên. Cũng như là Bầu Thị là gia đình của họ, là ông bà của họ đã lấy cái số tiền đó cho một người dân nước lạ, cho nên họ rất là uất, họ nhảy vô họ chửi cháu càng thậm tệ hơn ngày xưa nữa, và nhất là Ngọc Sơn. Họ lại nói Ngọc Sơn là thầy ba nổ hay là anh ba đủ cái danh từ để dành cho Ngọc Sơn. Đây là một cái điều mà mình cảm thấy rằng là nó không đúng với là một cái người mà cập nhật thông tin và truyền đạt đến cho khán giả nghe. Vì YouTuber chúng ta không phải là một người reporter, không phải là làm nghề truyền thông. Chúng ta chỉ cập nhật tin tức và chúng ta làm nhịp cầu nối cho khán giả. Và nhất là chúng ta phải đưa những thông tin sự thật, nếu mà có thể được cố gắng. Chứ chúng ta không phải nghĩ rằng những câu chuyện đó rồi chúng ta suy nghĩ theo cái luận điệu cá nhân, có đôi lúc là thiển cận, có đôi lúc là ngõ cụt vì một cái hiềm khích, vì một cách kiếm tiền không có chân chính rồi chúng ta cập nhật lên YouTube để cho khán giả nghe. Thì như vậy thì nó không có tốt.
Đối với người làm YouTuber mà người ta nói là có tâm đó, thì như vậy thì mình cứ sân si với một đứa bé hoài như vậy thì còn thua người đàn bà nữa. Không, cái tính tình mình chứ cứ đi chì chiết một đứa bé, một chì chiết một đứa nhỏ như vậy thì khách quan, khán giả người ta nhìn vào thì người ta nghĩ mình là một người đàn ông như thế nào? Không lẽ người ta nói mình là một người đàn ông mặc váy à? Có một câu ngạn ngữ người ta hay thường nói là ăn trầu thì phải quét vôi, muốn xôi người khác thì xôi lại mình. Và nhân tiện đây mình cũng thêm vào cho hai câu nữa cho nó tròn vành rõ chữ nữa là trên đầu một đống rác chình ình, tối ngày thì cứ đi rập rình người ta. Đại khái là như vậy. Tại vì sao mình phải nói như vậy thì bây giờ chúng ta hãy chia sẻ thêm coi cậu này nói gì ha. Câu nào đó hoặc là cái live show thì nó không quá hơn 500 người, ok? Bây giờ tôi cho mày 1.000 người luôn, mày cũng không lấy đủ mà 200 triệu nữa mà trả tiền cho ông Hồ Văn Cường. Nhưng mà luật á, luật bây giờ các bạn biết là bây giờ những cái luật cách ly đi show rồi, cái bên đây cũng vậy, cái mùa Covid mà làm sao mà đủ, các bạn biết mua vé làm sao mà đủ cái số tiền đó mà trả cho Hồ Văn Cường. Bây giờ có bán sạch vé đi chăng nữa, 500 người bán sạch vé, hay là 700 người, 500 người bán sạch vé cũng không đủ, nó 200 triệu nữa. Nói như thế thì cũng không đúng gì mấy. Thí dụ chúng ta ở Việt Nam nó khác hơn cái môi trường ở đây. Những sân khấu bên đây thì nó nhỏ hơn. Chỉ những sân khấu ở sòng bài thì nó mới lớn. Và ở Việt Nam thì cái sự cách ly nó không chặt chẽ bằng ở bên Mỹ. Cái điểm này thì mình công nhận đúng. Có thể là người ta cho mấy ngàn người vào coi cũng được. Trước khi đó người ta đã test hoặc là người ta đưa giấy chứng nhận như thế nào. Tại vì cái người mà tổ chức cho chương trình giống như đại nhạc hội như vậy thì người ta biết cách sắp xếp, không cần cậu này phải lo như vậy. Và hơn nữa, có bán vé hết vé hay không nữa, cái vấn đề mà chi tiền cho trả tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường, để mình nói là để mình phân tích từ từ. Cậu này cũng phân tích lắm, cậu hay lên trên đây cậu nói là phân tích, nhưng mà nhiều cái phân tích của cậu á, mình không biết là cái phân gì nữa. Mà lúc nào cái bất cứ YouTube cái video clip nào cậu cũng lên đây là phân tích người này, phân tích người kia, phân tích người nọ, mà không biết cậu phân cái gì đây. Nhiều khi phân tầm bậy bạ thì nó cũng kỳ. Trong một chương trình nào cũng vậy, họ có rất nhiều người sponsor, có người tài trợ, có người tài trợ mấy trăm triệu, có người tài trợ 1 tỷ 2 tỷ. Đó là chuyện rất bình thường trong vấn đề làm ăn, và họ đóng thuế và sau đó thì họ trừ thuế lại. Các cậu này chắc không có biết, chưa có biết về vấn đề văn nghệ khi tổ chức một chương trình văn nghệ. Hồi đó mình có tổ chức nhưng mà mình chỉ là một bầu tèo thôi, bầu nhỏ nhỏ thôi. Mời ca sĩ về thì cũng có nhà tài trợ này, người tài trợ kia, cho nên nó quân bình được cái giá vé. Nhiều khi người ta nhìn vào cái show đó nó không thành công và người ta nghĩ rằng lỗ, nhưng thật ra không có lỗ. Tại vì có nhờ những nhà bảo trợ, có nhiều khi người ta bảo trợ mấy ngàn đô mà người ta chỉ ngồi có một bàn thôi, trong khi một bàn chỉ giá chỉ có giỏi lắm từ 335 đồng giá cho tới 50 đồng giá, nhưng mà người ta dám bảo trợ 2-3 ngàn đô, 1-2 ngàn đô là chuyện rất bình thường. Và trong cái bàn đó, mình nói ở đây là mình nói ở Mỹ nha, mình nói Mỹ thì cái bàn đó mình có thức ăn cho họ. Chẳng hạn như cái giá vé ở VIP thì 50 đô cộng thêm 30 350 cho tới 500 đồng tiền thức ăn nữa là gần gần tới ngàn, nhưng mà họ dám trả ra 3-4 ngàn đô cho một cái bàn ăn là cái chuyện bình thường. Những nhà doanh nghiệp đối với họ mấy ngàn đô nó không là gì lớn hết. Có thể cậu này không biết vấn đề này. Và mình nói là 200 triệu trả cho Hồ Văn Cường, đây là Bầu Thị có ý giúp đỡ cho cháu Hồ Văn Cường. Mình cũng cảm thấy rằng cái giá này thì nó hơi cao, và Ngọc Sơn cũng nói là Bầu Thủy có cố tình để giúp đỡ cho Hồ Văn Cường. Nhưng mà cậu này lại đem ra soi mói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Tôi cảm thấy một người lớn tuổi, cậu này cũng có thể gần 40. Nhưng mà trong những năm tháng qua kiếm tiền trên ba chữ Hồ Văn Cường rất nhiều, và cũng đom đặt nhiều câu chuyện viễn tưởng. Nhiều khi tôi thấy sự suy nghĩ và phân cái gì đó của cậu này nó có vẻ hỗn loạn. Nhiều khi
Nếu mà theo một người bình thường người nói, không biết cậu này có uống thuốc chưa hay là có dùng thuốc quá liều hay không. Vâng, chúng ta tiếp tục nghe cậu này phân tích nữa nha. Một vé bao nhiêu tiền thì các bạn cứ nhân lên. Hồ Văn Cường thì các bạn thì các cái Hồ Văn Cường ca sĩ đã khá là ok. Bây giờ nó đi, các bạn thấy rằng là 6 năm nay Phi Nhung dìu dắt nó, dạy dỗ nó xào 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 nữa. Nó lên nó nói, các bạn biết, nó lên nó nói là nó không có được gì, không có được hát gì. Bữa Quang Trung có nói về cái vấn đề nhạc lý, nó nói là nó không có được dạy, được huấn luyện về nhạc lý. Phi Nhung bỏ tiền ra, các bạn thấy đó, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung có lên nói cái vấn đề mà đi đem tới cái cô gì, hôm bữa qua Quang Trung nói đó, cái cô đó có dạy nhạc lý, mà dạy Phi Nhung bỏ rất là nhiều thời gian, bỏ rất là nhiều tiền cho này đi học mà nó không có chịu học. Nó lên nó sợ sợ, nó Phi Nhung không cho nó đi học mấy cái nhạc lý đồ này kia. Cái vấn đề bây giờ là các bạn, thứ nhất là cái giọng của nó bị bẻ, thứ hai á, thằng này nó hát nó cái giọng nó rất là yếu. Không phải là hát dở, hát cũng ok, nhưng mà có sao mình nói vậy, hát ok nhưng mà cái giọng nó vẫn còn yếu. Ok, thì làm sao chính bản thân của thầy nó đó, thầy thầy Ba Thồng của nó đó, Ngọc Sơn đó, bây giờ mà đi đi hát đi đi một show không biết 200 triệu chưa. Ok, lát nữa Quang Trung đưa hết những cái danh sách, những cái list đồ lên. Người ta thống kê năm 2021, cuối năm này, những cái người mà đi đi show rồi cắt tiền cắt xe rồi này kia đó, thì Quang Trung thấy trong đó đó là ngoài Sơn Tùng, Quang Trung cũng hay nhắc tới cái tên Sơn Tùng, thì ca nhạc sĩ trẻ đồ này kia đó thì chỉ có Sơn Tùng mới có thể là mày được đòi hỏi cái tiền cachet. Và Thứ nhất là tiền cachet 200 triệu không phải cái Hồ Văn Cường đòi hỏi. Ở này, cái cậu này, cậu trẻ này lại đơm đặt câu chuyện là Hồ Văn Cường đòi hỏi cái tiền cachet. Hồi đó đến giờ, từ hồi mà làm con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường cũng không biết về cái vấn đề gì mà tiền bạc hết. Đưa bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, cho cha mẹ bao nhiêu thì cứ lấy bao nhiêu. Và cho tới khi ekip quản lý của Phi Nhung đưa 500 triệu thì họ gia đình Hồ Văn Cường chỉ cũng chỉ biết 500 triệu đó mà thôi. Chứ ngoài ra Hồ Văn Cường chưa đặt để về vấn đề tiền bạc với lại mẹ nuôi của mình cũng như ekip của mình. Các bạn có thấy những cái YouTube của Hồ Văn Cường không ngày xưa không? Các bạn cũng đủ đủ biết làm YouTube thì mình không nói rồi. 1 triệu người xem nếu mà ở Á Đông thôi, ở những đất nước nghèo thì là đã được 1.000 đô rồi. Mà mấy chục triệu người xem thì các bạn được thấy được là bao nhiêu tiền rồi. Trong cái khoảng thời gian 5-6 năm đó, Hồ Văn Cường có lấy được 1 đồng bạc cắt bạc nào từ trên YouTube hay không? Chỉ là công ty của cố ca sĩ Phi Nhung và quản lý họ đã ăn chia với nhau hết những cái gì đó. Và họ cũng chẳng có đầu tư gì nhiều những MV cho Hồ Văn Cường. Đại khái như là những cái mà Cháu Cường lên hát trên TV thì họ lấy lại những cái đó và đăng trên YouTube. Chứ hoàn toàn ít có cái nào mà quay lại mà bỏ trên YouTube cho và đầu tư một cái số tiền lớn cho Hồ Văn Cường lắm. Ở nơi đây thì cậu trẻ này cũng không có ai ra gì, cũng nói Ngọc Sơn và đặt cho Ngọc Sơn những danh từ nọ, và nó nhiều khi những cái câu mà bức xúc nhất của cho làm cho mạng xã hội bức xúc, nhiều người không đồng tình là nói Ngọc Sơn là ba thồng hoặc là ba xạo này kia nọ. Có lẽ bạn trẻ này chắc ca hay lắm, mình nghĩ như vậy. Chắc ca đủ thứ loại nhạc và chắc cũng đã từng làm ca sĩ hay sao, cho nên dám mới lên tiếng chê Ngọc Sơn là một danh ca, không phải chỉ có một đất nước Việt Nam biết, và nhiều người khác ở nước khác là ngoại quốc đó nghe cũng biết đến tên tuổi của Ngọc Sơn. Nhưng mà đối với anh chàng này thì chẳng những sân si với một đứa cháu mà luôn cả còn hồ đồ với lại danh ca Ngọc Sơn. Rồi khi mà nói vấn đề mà tiền cachet đem Sơn Tùng MTP ra để nói, dĩ nhiên ai cũng biết là Sơn Tùng là có giá mức cachet rất là khủng, phải nói là top trên đầu. Nhưng chúng ta không phải đi so sánh từng show diễn. Có khi show diễn này là 200 triệu, có nhiều khi show diễn kia chỉ có 100 triệu, nhiều khi show diễn kia chỉ lấy
cho có hờ mà thôi, 10 triệu hay 20 triệu cũng được, đó là vì tình nghĩa bạn bè thân thiết với nhau. À, nếu mà Sơn Tùng, nếu mà theo cái bạn trẻ này mà cách nghĩa Sơn Tùng MTV là ai cũng biết hết, là tiền cách xê nhiều, thì bất cứ cái gì, hoạt động gì cũng phải là đứng đầu hết, không ai bằng được. Nhưng mà bạn này quên rồi, giải Mai Vàng năm đó chắc bạn này không có theo dõi tình hình nè, không có coi những cái mà trao giải cho Hồ Văn Cường nè. Lúc đó người được đề cử là Sơn Tùng nè ha, rồi luôn cả Hồ Văn Cường ha, luôn cả những tên tuổi khác, Nưu Phước Thịnh, đại khái như vậy. Nhưng người đoạt giải là ai? Ngày hôm đó chính Hồ Văn Cường ngồi kế Sơn Tùng luôn. À, chỉ gật khẽ đầu chào thôi chứ không có bắt tay hoặc là mừng rỡ, tại vì cháu Hồ Văn Cường không biết Sơn Tùng là ai. Khi mà cháu mới bước vào nghề đấy, thì nhắc cho bạn trẻ này biết rằng tuy rằng Sơn Tùng là một người năng động, là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà khi cùng đề cử giải với lại Hồ Văn Cường thì Hồ Văn Cường là người đoạt giải chứ không phải là Sơn Tùng. Cho nên chúng ta không thể đánh giá con người bằng là cách nổi tiếng hoặc là bằng cái tiền cachê. Được đi show nhiều nhất thôi. Ông này các bạn biết không, ba lòng thần mà nổ cái kiểu mà nó muốn thổi phồng quân chúng, nói quân chúng nói cái bạn rồi cái fan bên đó nó vài chục người, vài trăm người thôi, rồi bắt đầu nó rảnh mà nó phải làm như vậy. Cái này là mẹ, một cái là cái dịch vụ bầu thủy mướn dịch vụ, hai là nhân viên bầu thủy, ba là mẹ cũng gia đình của tụi nó thôi. Các bạn thấy khi mà sân si tới mức độ rằng là cậu trẻ này tổng quát cái khán giả ủng hộ cho Hồ Văn Cường chỉ có vài trăm người và vài chục người, vài trăm người mà thôi. Cái câu nói tôi thấy nó giống như một trẻ con hai lớp 2, lớp 2 với nhau, chẳng hạn như mà ngồi ghét với nhau mà nói ơi bên mày có bao nhiêu người đâu, đại khái là như vậy. Nếu mà khán giả tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà tôi phải nói là ở Việt Nam có hơn 90 triệu người dân, thì tôi dám chắc là cũng 1/4 của dân số miền Tây đã ủng hộ Hồ Văn Cường rồi. Và nếu mà tính chung cả nước thì chắc chắn cũng phải hơn cả triệu người rồi, luôn chưa tính luôn cả những khán giả ở ngoài hải ngoại. Và các bạn thấy không, khi nói chuyện thì người anh chàng này thì không có ai ra gì, và dành cho những ngôn từ đối với lại danh ca Ngọc Sơn, phải nói rằng là văn hóa có khuyết tật, nói văn hóa khuyết tật thì cũng tội cho những người kiếm khuyết, vì họ không đến nỗi khuyết tật như là cái người nào bạn này. Và người bạn trẻ này khi mà dùng từ ngôn ngữ thì cứ cách mình cứ để ý rằng gần tới 10 câu hoặc là 5-7 câu là có dùng chữ mẹ nó, hay là dùng đại khái là dùng những danh từ mà người ta gọi là khiếm nhã, nó có văn tục đó, thì các bạn cũng thấy là cái sự văn hóa của người này cao tới mức độ nào, nếu mà chúng ta không muốn nói là quá lùng. Khi mà lên trên đây thì rất có nhiều người nghe, và ngay cả có những trẻ em nhiều khi dưới 18 tuổi họ cũng lắng nghe những cái câu mẫu chuyện của hai bên, và chúng ta có thể phản biện với nhau. Tại sao không phản biện bằng những cái danh từ xây dựng để cho cuộc đời nó thăng hoa tốt đẹp hơn, mà chúng ta lại dùng những danh từ văn tục với nhau, rồi bôi nhọ với nhau, bôi xấu với nhau. Như vậy thì có đáng là một người đàn ông không nhỉ? Ngoài ra không ai rảnh mà vậy hết á. Thì các bạn biết đó, ngày hôm qua đó người ta lên báo hai sao cũng lên, là báo nhiều báo lên lắm, mà họ lên họ đâu có tin Ngọc Sơn, họ đâu có ủng hộ, họ lên họ nói ngược lại. Và đồng thời đó, là báo hai sao .vn đó, cũng bỏ lên những cái bình luận của quý khán giả, bình luận ở trên Facebook, bình luận ở trên mạng xã hội, họ nói mẹ đừng, Ngọc Sơn đừng có nổ xạo, tức là thì đúng là như vậy. Làm sao mà các bạn thấy rằng là mà cái thời buổi bây giờ thằng Cường thì hát nhạc bình thường, ba cái nhạc sến của ông Cường là nhạc quê mà nó đâu có nổi tiếng đâu. Thời buổi bây giờ là các bạn, xin lỗi bạn trẻ này, không biết bạn hiểu về nhạc trữ tình và nhạc sến dân ca
của Việt Nam ra sao, nhưng bạn cứ một chữ là phê bình, hai chữ là chê trách nhạc sến, nhạc trữ tình của Việt Nam chúng ta. Các bạn có nên thấy rằng sau giải phóng rồi, những thế hệ sau này họ vẫn dùng những cái loại nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc vàng ngày trước, những loại nhạc của Chế Linh nè, Vinh Sử nè, đại khái là những nhạc sĩ của ngày xưa họ dùng rất nhiều. Và nếu mà lúc đầu tiên này họ không dùng, sau này họ thấy những nhạc phẩm của bolero rất là hay, phải nói là hàng ngàn bản mà chúng ta không thể nói được, chẳng hạn như là Những Cỏ Trao Em, rồi Nửa Đêm Ngoài Phố, Chuyện Đêm Mưa, Mấy Nhịp Cầu Tre, Về Dưới Mái Nhà. Nếu mà mình muốn kể ra và đó hàng ngàn nhạc phẩm của thời trước mà ông cha để lại, và rất nhiều người hiện giờ ngay cả chính ở ngoài miền Bắc họ vẫn yêu chuộng nhạc bolero, trong khi bạn trẻ này thì không biết bạn âm nhạc thì bạn hiểu tới đâu, nhưng một mực lúc nào bạn cũng nói là nhạc sến thì hát được cái gì, nhạc sến thì có ai mà nghe này kia nọ. Nhưng mà theo tôi biết thì cả miền Nam nghe đấy, cả miền Nam họ đều thích những nhạc trữ tình, và bây giờ luôn cả ngoài miền Bắc họ cũng vẫn thích nghe. Và có ở Việt Nam bây giờ có vẫn nhiều, rất là nhiều những chương trình bolero, người ta thi từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, và những chương trình khác với những bản tình ca. Còn bạn này thì lúc nào cũng chê bai, chắc có lẽ bạn này là siêu sao của giới nhạc trẻ. Mà hát nhạc như Sơn Tùng, hát nhạc người ta nhạc cởi mở, trẻ thì hát nhạc cởi mở, trẻ thì họ thích nhạc cởi mở này kia. Còn mấy cái nhạc sến này á, thì chỉ có những người lớn tuổi hoặc là những người như Quang Trung họ thích thích những cái nhạc sến. Mà cái số người mà thích nhạc sến bây giờ đó, các bạn biết là một phần nó lớn tuổi rồi, người ta cũng không nghe nữa. Phần phần những cái ông những cụ ông cụ đồ bà cụ đồ trước đó đó thì cũng đã ra đi rồi, ai mà nghe. Những người lớn tuổi bây giờ không nghe nhạc sến chứ nghe nhạc gì đây hả anh bạn trẻ? Không lẽ chúng tôi đi nghe nhạc hip hop hoặc là nhạc Hàn Quốc hay là nghe nhạc Mỹ đây? Nhạc sến nữa. Rồi các bạn thấy đó, cái show mà ngày cái show cuối năm của bên bên Thái Group cũng vậy đó. Các bạn thấy là trong nó đếm coi bao nhiêu người. Rồi cái show đầu tiên của ông Cường cũng vậy đó, các bạn cứ đếm coi bao nhiêu người trong đó. Cái này là các bạn thấy đó là mà cha con nó bỏ tiền ra với ông Bảo Thủy, nó thôi giờ bỏ tiền ra mà bỏ 200 triệu ra rồi bắt đầu kêu kêu Ngọc Sơn anh ba lòng thòng mình là dạo này bây giờ là hết hát được rồi, mẹ hát hết nổi rồi. Tôi đánh giá ngôn ngữ của bạn trẻ này nó khuyến khuyết và có tật nguyền là đúng. Tại vì Bầu Thủy thì chắc có lẽ lớn tuổi hơn bạn trẻ này, và Ngọc Sơn cũng vậy. Khi mà gọi thằng này thằng kia hoặc là dùng những danh từ mà cho những người mà mặc dầu mình không thích đi nữa, nếu mình không thích đi nữa, nếu mà trên bàn nhậu mình có thể thôi nghe, thì mình nói sao cũng được, tại vì trong cái nhóm nhỏ nhỏ. Còn mà khi lên diễn đàn, lên trên mạng xã hội thì chúng ta phải xem xét uốn lưỡi lại để chúng ta phát ngôn cho nó có trật tự văn hóa trên mạng xã hội một chút xíu. Bây giờ không phải là với cái vấn đề hát không nổi, nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó là không ai nghe nữa đó, thật mà thấy ông ba thấy anh ba lòng thòng mình mà người ta sợ quá ta không nghe nữa, mà chính chính thầy của nó đó mà đi 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 live đi show đó còn chưa được 200 triệu nữa, không gì nó lên mà đặt nổ phỏng vấn với báo Thanh Niên nổ, lát nữa Quang Trung phân tích cái video trong đó luôn, để Quang Trung đi 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 từ từ vào. Hôm nay Quang Trung nói về những người các thánh nổ, những người nổ nội dễ sợ đó, thì cũng như là ông mẹ Quang Trung nói mấy ông nội này bây giờ theo mẹ đạp nước đáy ông trung tướng Phạm Tuân phải không, mẹ nổ. Tôi thì không thấy Bầu Thủy với lại Ngọc Sơn nổ như cách nào, nhưng tôi thấy cái người bạn trẻ này thì hơi sân si và hơi nổ hơi nhiều. Tại vì những cái gì nói ra thì giống như là mình là người trong cuộc, mình là người mà nằm ở dưới giường của Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung, biết tất tần tật hết, biết cô giáo dạy cho Hồ Văn Cường về thanh nhạc, nhưng lại không biết tên là tên gì, và không biết người đó ở đâu và dạy về thanh nhạc và dạy về cái gì. Và nói về báo chí thì chỉ nói là
báo 2 sao nhưng mà tờ báo này báo kia, nhưng lại không nêu tên ra được những cái tờ báo mà đã nói rằng Ngọc Sơn có những lời bay bổng cắt cánh cho Hồ Văn Cường. Bản này chỉ đặt ra, chúng ta phải nói là đặt điều đấy, hơi sân si đối với lại Hồ Văn Cường quá. Mà mình cũng theo dõi mấy tháng nay khi mà mình quyết tâm để làm những video để bảo vệ cho cháu Hồ Văn Cường. Nếu mà cháu làm sai thì rất nhiều người không bảo vệ cháu và không ủng hộ cháu. Vì thấy cháu thân cô thế cô, gia đình chất phác thật thà, một người gia đình nông dân, mà cứ bị người này chèn ép, người kia chèn ép và vu khống. Nhất là người bạn trẻ này nói gia đình Hồ Văn Cường có mối quan hệ với giang hồ. Và bạn trẻ này cũng đã từng nói là Hồ Văn Cường là có tư tình với lại cô giáo Oanh, là cô giáo của Hồ Văn Cường. Các bạn nghĩ như thế nào những câu nói mà vu khống như vậy? Thì một người đã gần 40 tuổi, tôi không biết bạn này có công ăn việc làm hay không. Chứ riêng mình thì một ngày làm tới 10 tiếng đồng hồ, là một tuần làm tới 6-7 ngày. Là. Còn YouTube thì mình chỉ làm cho vui và cũng cập nhật tin tức để chia sẻ khán giả. Đây là một niềm vui. Mình cũng, đại khái cũng là một người ăn cơm tổ đấy. Nhưng mà mình chỉ phản biện lại và muốn minh chứ. Mình không muốn phản biện lại bất cứ ai là gì làm YouTube. Chứ là trên đây là mình còn kiếm bạn để cho vui. Chứ đâu có ai mà muốn... có những người mà không có thiện cảm với mình, phải không các bạn ha? Đấy, thì như vậy, nhưng mà mình cảm thấy những cái người nào mà nói quá hoặc là đặt điều, đơm đặt những câu chuyện không có sự thật, rồi phỉ báng cháu Hồ Dũng Cường, gia đình người ta nhiều quá, cho nên mình muốn lên đây mình minh chứng cho tất cả khán giả để biết đó là những chuyện không có sự thật mà người ta muốn câu view, câu like để làm YouTube kiếm tiền mà thôi. Chứ thật ra mình cũng chẳng có muốn phản biện là bất cứ ai, nhưng mình ở đây mình muốn nói thật sự là mình không có phản biện, mình chỉ muốn minh chứng cho khán giả ở trong nước và ngoài nước hiểu rõ thêm câu chuyện hơn. Tại vì khi mỗi lần mà thấy Hồ Văn Cường có một niềm vui, mỗi lần Hồ Văn Cường làm cái gì thì tất cả những người này đều có một cái tấm lòng là sân si. Chẳng hạn như nói là Hồ Văn Cường không đến nhà cũ của cố ca sĩ Phi Nhung để cúng 49 ngày. Hoặc là trong chùa chúng cúng 9 ngày không tới, hoặc là 100 ngày không đến. Có mặt cái cô Trang Khàng ở đó thì làm sao mà Hồ Văn Cường tới. Em còn nhớ rõ in trong đầu lúc mà em bị Trang Khàng mà như bằng tra tấn về lỗ tai và thể xác tinh thần này kia nọ trong mấy tiếng đồng hồ, có mặt mẹ của em tại đó. Nếu mà rất nhiều khán giả đã để lại bình luận, người ta nói rằng nếu mà con của em thì sẽ có câu trả lời liền. Hoặc là nếu mà là con của em thử coi. Đó. Và tôi cũng hỏi rằng nếu mà có ai đó làm những việc hành động đó với cô Trang Khàng, với con của cô ta đó, thì cô có hành động như thế nào? Cô ta có thể ngồi im đó lắng nghe người ta tra khảo con cái của mình gì hay không? Và trong khi mà em lập bàn thờ riêng ở gia đình thì lại người ta nói rằng em PR tên tuổi và lấy hình ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung để đề cao, để PR cho tên tuổi của mình. Làm cách nào cũng không vừa lòng của họ. Tôi nói thật quý vị, bây giờ Hồ Văn Cường có im lặng bao tháng ngày nay vẫn bị người ta chửi. Và em không lên tiếng cũng vẫn bị chửi. May là không lên tiếng đó nghe, mà lên tiếng là còn dữ dằn hơn nữa. Đó. Có một cái giây phút trước đó, có một tin tức trước đó, 9 phút 20 giây. Trước khi mà Trang Khàng livestream là lần thứ hai đó các bạn, nói về người ta hỏi em có nói bà Nguyễn Phương Hằng có liên lạc với em hay là có nhờ em có nhờ bà Nguyễn Phương Hằng đòi tiền hay không, hay là những cái chuyện đó. Thật sự trước đó có một cái video clip 9 phút 20 giây và cháu Hồ Văn Cường đã hết lòng binh vực mẹ nuôi, cũng đã lên tiếng rồi. Quay cảnh đó ngay tại có cái hình ảnh ngay bàn thờ của Phi Nhung. Ekip thấy cái sau khi coi xem xét lại rồi, ekip thấy cái video đó và đã không đăng nữa. Và làm lại cái video clip thứ hai là cái video clip mà Trang Khàng chất vấn hỏi cháu Hồ Văn Cường đấy.
rất nhiều người cũng muốn biết là cái video clip 9 phút 20 giây đó như thế nào. Có thể là chúng ta không biết được xem không trong tương lai, nhưng nếu mà có được cái đó thì dĩ nhiên mình sẽ đưa lên cho tất cả quý vị xem liền. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục xem cậu trẻ này cái mức độ sân si tới như thế nào nha. Đó là về, Phi Nhung, vì Phi Nhung cho nên nó là Hồ Văn Cường á mới đến cái nông nổi như vậy đó. Thì cái ngày đó là ngày hôm kia nó lên bài, thì sau đó đó là mấy tiếng hồ sau thì mới thấy anh Ba Thồng mình lên nói là và show đầu của Hồ Văn Cường là cát xê 200, được 200 triệu. Không biết cái bài đó Quang Trung có Quang Trung có giữ lại không để Quang Trung xem coi, không biết có giữ lại hay không, chắc không rồi. Phi Nhung, Quang Trung phải thẳng thắn như vậy đó. Còn Quang Trung nói có đụng chạm tới ai thì tự ái Quang Trung chịu, Quang Trung gánh. Các bạn thấy đó, cái bữa đó đó nó nhỏ xíu à, mà cái vừa ốm mà vừa đen mà giống như ốm đói gì đó. Cha mẹ thì các bạn nhìn quê mà nhìn nhìn cái kiểu mà nghèo như vậy, thì với những cái lời nói của Hồ Văn Cường như vậy và với con người của Phi Nhung như vậy thì đương nhiên Phi Nhung phải ngã rồi. Bạn trẻ này còn biết là Hồ Văn Cường ốm, yếu, đen, 13 tuổi lúc đó đi thi Idol Kids. Khi mà bạn trẻ này cũng vẫn còn quên hoài à. Phi Nhung chưa nhận làm con nuôi nha, chỉ là hỗ trợ cho Hồ Văn Cường học tới 18 tuổi. Sau khi mà đậu giải quán quân rồi mới nhận làm con nuôi. Và cũng biết rằng cha mẹ Hồ Văn Cường hồi nãy nói là không biết gì hết, nông dân quê mùa chất phác. Thì mà bạn này đã từng nói rằng mẹ của Hồ Văn Cường ăn nhậu bê tha, đánh đề, còn cha Hồ Văn Cường là có liên lạc với lại giang hồ, rồi lập ra những cái câu chuyện để làm tiền Phi Nhung, và Hồ Văn Cường chính là người chủ mưu. Các bạn thấy nó có sự mâu thuẫn không? Đằng này thì nói như vậy, đằng sau thì nói như là một câu chuyện khác. Cậu bạn trẻ này mình thấy nó rất là nhiều mâu thuẫn. Đương nhiên Phi Nhung phải xìu và Phi Nhung phải đại khái là các bạn thấy là hai tay dìu dắt thằng này, hai tay mà ôm lấy thằng này rồi, Cái này dùng lúc nào cũng dùng chứ chính không mẹ phải nha cái mẹ. vấn đề bây giờ là từ cái lời nói của thằng này làm cho Phi Nhung xiêu lòng. Lúc đó đó cái ngày đó Phi Nhung mới quyết định là chạy xe xuống dưới đó rước nó luôn. Mà cái lúc đó đó là thì chưa có nhận là con nuôi lúc. Cái bạn này thì lại còn không hiểu hết được câu chuyện mà cứ đi soi mói người ta hoài, người ta nói đúng á, luôn luôn đi soi mói chuyện người khác nhưng mà chẳng bao giờ biết một đống rác ở trong nhà mình. Các bạn nên nhớ rằng sau khi Hồ Văn Cường nói rằng thần tượng ca sĩ Phi Nhung, khi mà ban giám khảo hỏi thì bên quản lý của Phi Nhung đã có liên lạc và cũng có nói Phi Nhung về câu chuyện này. Và chính một trong những quản lý của Phi Nhung đã đề nghị Phi Nhung nhận làm con nuôi. Còn bạn này hoàn toàn không biết gì hết mà nói rằng là Hồ Văn Cường và cha mẹ Hồ Văn Cường âm mưu nói những lời đường ngọt và mật ngọt để su ngủ lòng của Phi Nhung để Phi Nhung nhận làm con nuôi. Các bạn nhìn thấy Hồ Văn Cường lúc 13 tuổi như thế nào, nói chuyện không dám nói, rụt rè muốn chết. Còn cha mẹ Hồ Văn Cường như thế nào, là những người rắp tâm hại Phi Nhung, mà những người rắp tâm đã có một cái chiến thuật trước, đã có những cái dự định là vô được, làm như là đi thi là phải đi đậu vậy, rồi biết được có cái con đường nào, rồi biết được cách nào thế nào mà để tiếp cận Phi Nhung à. Cái ông thần này, ông nói chuyện đôi lúc á, sự tưởng tượng của ông giống như là một cái kịch bản ở trong chuyện khoan tưởng vậy. Nhưng rất tiếc là Hollywood sẽ không nhận những cái kịch bản như thế này, tại vì nó quá hư cấu và nó vô tưởng. Đó đó đang còn hỗ trợ về cái vấn đề mà quán quân, ok, nói rõ ràng đâu ra đó rõ ràng, chứ đừng có nghĩ là Phi Nhung ép Hồ Văn Cường làm con, không có chuyện ép, làm sao mà ép được. Cái chuyện bây giờ các bạn thấy rằng đó là lúc đó cũng có rất là nhiều người, rất là nhiều khán giả và cũng rất là nhiều giám hộ rồi thầy đồ này kia, thầy cô đồ này kia về âm nhạc đồ quá trời. Còn cái chuyện mà nó lựa, tự vì nó là cái người mà lựa chọn, ok, nó lựa Phi Nhung, nó chọn Phi Nhung. Ở đây đây, sự quan tưởng và hư cấu câu chuyện của bạn trẻ này càng ngày càng quá đáng. Không phải là Hồ Văn Cường lựa chọn,
Hồ Văn Cường có tư cách gì để lựa chọn cố ca sĩ Phi Nhung lúc đó? Lúc đó ban giám khảo Văn Mai Hương, Jack và Tóc Tiên có hỏi cháu có thần tượng ai không? Thì lúc đó Hồ Văn Cường mới nói là cháu có thần tượng ca sĩ Phi Nhung. À, cũng vì như vậy mà ban tổ chức đã có liên hệ với lại Phi Nhung như thế nào? Chứ không có ở nơi đây, chúng ta nên nhớ rằng Phi Nhung không phải biết Hồ Văn Cường trong đi thi đợt đầu tiên và biết là qua sự cái tổ ban tổ chức và ekip của Phi Nhung giới thiệu. Và Hồ Văn Cường cũng vậy, cũng không ngờ câu nói của mình là thần tượng Phi Nhung mà đã đưa đẩy cuộc đời của cháu theo một con sóng thủy triều. Mình phải nói là nó cũng có thăng, rồi lúc chìm, rồi lúc cũng có trầm, và đã thay đổi cuộc đời của cháu như thế nào. Thì ở nơi đây tôi chưa bao giờ phủ nhận công ơn của cố ca sĩ Phi Nhung dành cho cháu Hồ Văn Cường. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta phải nói bằng công tâm và sự thật về câu chuyện. Chứ chúng ta không phải suy nghĩ cho riêng bản thân của mình và mình nghĩ như vậy là đúng á, tôi suy nghĩ là đúng. Bạn trẻ này làm như là con sâu trong người của cố ca sĩ Phi Nhung vậy. Cái gì cũng biết hết á. Chỉ có một vấn đề là không biết à. Chứ không ai ép sau. Tại sao nó, Quang Trung nói nó lựa chọn Phi Nhung? Bởi vì á là cái vấn đề bây giờ nó nói là tức là giám khảo á, lúc đó có Tóc Tiên nữa, Tóc Tiên nói là con thích ai nhất, con ngưỡng mộ ai nhất, nói là nó ngưỡng mộ Phi Nhung nhất. Hỏi các bạn chứ, cái thằng nhỏ như vậy, cái thằng nhỏ xíu à, rồi cha mẹ gia đình như vậy mà nó nói cái câu đó. Nó nói cái câu đó thì các bạn thấy là đương nhiên Phi Nhung mà siêu lòng rồi, cái chuyện dĩ nhiên rồi. Thì lúc đó Phi Nhung mới quyết định ok bây giờ xuống rước nó luôn. Bạn này nói càng ngày càng sai, càng quá trớn luôn. Phi Nhung quyết định đi rước nó luôn. Phi Nhung là quyết định sau khi nghe lời phân tích của ekip quản lý và đã tìm hiểu được gia cảnh của Hồ Văn Cường như thế nào. Từ đó mới quyết định là tài trợ cho Hồ Văn Cường học tập cho tới 18 tuổi. Chứ lúc đó không có chạy thẳng xuống nhà rước Hồ Văn Cường. Các bạn này phải nói là quá nhiều chuyện và đặc điều quá là khoan tưởng luôn á. Tất cả những đứa bé thì chúng ta có thể thấy rằng từ khi mà các cháu mà biết âm nhạc hay các cháu coi kịch, coi phim hay là thần tượng là ai đó, các cháu cứ đi hỏi đi, không cần tới 13 tuổi đâu, 5-7 tuổi là đã có, các cháu cũng đã có thần tượng riêng của mình rồi. Ngưỡng mộ ai thì các cháu tự hỏi rồi, chứ không phải đợi tới 13 tuổi rồi mới là, theo như lời của bạn này dẫn dắt á, là Hồ Văn Cường có âm mưu tạo phản, là biết được như thế nào thế nào. À, biết được, đón được cả câu hỏi của ban giám khảo luôn nữa. Các bạn thấy có ghê gớm không? Các bạn thấy sức tưởng tượng của người này quá kinh hoàng luôn. Vâng, cái sự sân si của bạn này mình cảm thấy là nó đi hơi quá đà. Nó quá đà rồi. Tại vì mình thấy một hai lần trước thì mình cũng có thể rằng mình thấy khi mà Hồ Văn Cường chưa có ai giúp đỡ thì bạn này tấn công quyết liệt. Nhưng bây giờ lại thấy có bầu Thụy với lại Ngọc Sơn, mình tưởng rằng bạn này sẽ suy nghĩ lại, biết suy nghĩ lại, biết quay lại. Nhưng mà bạn này càng ngày mình thấy càng, bạn trẻ này càng ngày càng quá trớn, đi quá đà để tìm mọi cách để dìm cháu Hồ Văn Cường cũng như là để kiếm tiền trên YouTube. Kiếm tiền mà minh bạch không ai nói gì hết, khi mà mình nói ra những lời trung thực bằng trái tim của mình mách bảo, chứ không phải tạo dựng một câu chuyện để trù dập, để phỉ báng người ta. Đây là một cách kiếm tiền, nó không có được trong sạch cũng như bao người YouTuber khác. Và chúng ta cảm thấy rằng, thấy rất tiếc là câu chuyện của cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường lại bị đơm đặt nhiều như vậy. Thật ra hình ảnh của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, các bạn nhìn lại xem coi, từ ánh mắt trìu mến của cố ca sĩ Phi Nhung đặt cho Hồ Văn Cường, rất là thương đứa con nuôi này. Còn đối với Hồ Văn Cường thì như thế nào? Khi người mẹ nuôi ra đi, đó là một niềm hụt hẫng cho cháu, là sự đau buồn cho cháu trong bao nhiêu tháng qua. Cháu không thể tâm sự cùng ai, có những nỗi buồn mà cháu chỉ có ngồi bên bàn thờ và tâm sự với mẹ nuôi mình thôi. Nhưng mà có những người thì lại không đồng tình như vậy. Họ
lại lên án Hồ Văn Cường khi mà cố ca sĩ Phi Nhung ra đi. Chúng ta nên nhớ rằng Hồ Văn Cường ra đi vì cháu đã biết cái gì và nhìn thấy được cái gì. Một công ty quản lý như thế nào cháu mới ra đi. Chứ nếu mà các bạn đi làm cho một công ty đi, người ta trả lương cho nhiều nè. Trong cái khả năng của các bạn, đối xử với bạn rất tốt, đối với gia đình của bạn rất tốt. Và bạn có đầy đủ điều kiện tạo và họ tạo cho các bạn đầy đủ điều kiện để tiến thân. Bạn có ra đi hay không? Không bao giờ có chuyện đó. Các bạn bỏ ra đi trừ khi có những cái khuất tất bên trong mà không ai hiểu được. Đúng không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và có thể mình sẽ chia sẻ thêm để bảo vệ cháu Hồ Văn Cường. Đáng lẽ hôm nay mình sẽ đọc lại những lời bình luận của bạn, nhưng mà các bạn đó, các khán giả, nhưng mà thời lượng, thời gian mình có công chuyện, cho nên mình sẽ hứa đọc lại những cái lời bình luận của khán giả dành cho cháu Hồ Văn Cường trong ngày mai. Cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều. Nếu thấy thông tin hữu ích, cho mình một cái like và nhớ đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều, và nhớ đừng có quên cái kênh Thương Nhớ Sài Gòn. Cái kênh đó cũng gần được 1.000 người rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đăng ký cho cái kênh Thương Nhớ Sài Gòn. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào.